là thú vị là định giá công ty. Tôi luôn luôn muốn hỏi câu này với chương trình Shark Tank là làm thế nào mà có thể đưa ra được định giá trong vòng vài phút hay là trong khuôn khổ một chương trình mà các shark lại có thể định giá nhanh thế, ra quyết định nhanh thế. Chắc là các shark đã từng tham gia chương trình xin chắc lần lượt chia sẻ quan điểm của mình trong chuyện định giá công ty nhanh như vậy. Và trên thực tế ngoài cái show Shark Tank thì các anh khi mà đầu tư, các anh các chị khi đầu tư có ra quyết định nhanh đến thế không? Chắc là xin phép nói trước vì ngoài việc là một số chức danh mà MC có giới thiệu thì tôi còn tổng giám đốc của công ty thẩm định giá Thế Kỷ Sen Value. Đây là một trong top 3 những công ty định giá lớn nhất ở Việt Nam, chuyên định giá các cái tài sản bảo đảm, định giá giá trị doanh nghiệp nhằm cho các mục đích về tái cấu trúc và mua bán sắp nhập. Vì vậy cho nên là có lẽ để trả lời câu hỏi này, vì câu chuyện định giá là một câu chuyện lớn và câu chuyện dài mà là câu chuyện khó. Nên môn định giá một môn là vừa khoa học nhưng lại vừa nghệ thuật. Và nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trong đó có cả những yếu tố là mình thích thì mình mua, mình thích thì mình bán. Cho nên là bắt đầu cái này thì mình nói hơi gọi là hàn lâm một tí. Tức là theo tiêu chuẩn TCVN về định giá, về tiêu chuẩn về định giá của Việt Nam mà phù hợp với lại các cái chuẩn mực về định giá thế giới thì giá cả thị trường là mức giá mà tại đó xác suất giao dịch xảy ra thành công là cao nhất giữa một bên bán sẵn sàng bán và một bên mua sẵn sàng mua trong một điều kiện thương mại bình thường. Điều đó nghĩa là gì? Là cái mức giá đấy là nó phụ thuộc vào cái người đưa ra mức giá và cái người sẵn sàng mua và phụ thuộc với mục đích mua của cái người mua. Ví dụ như là mình mua để mình diệt, mình mua để mình thâu tóm, mình mua để mình scale up, mình mua để mình synchronize, tức là cộng hưởng, mình mua để mà mình why, mình mua vì mình thích, mình mua vì mình ghét, đúng không? Cho nên là tất cả cái đấy đều quyết định đến giá. Nhưng là giá cả thị trường là một cái một bên sẵn sàng bán và bên mua sẵn sàng mua. Và tại mức giá đó là xác suất xảy ra thành công, cái giao dịch thành công là cao nhất trong điều kiện thương mại bình thường. Đó là quan điểm của tôi. Xin phép được phản biện anh Hưng một chút, tại vì thông thường thì tôi có ngồi sát tay mùa 1 và tôi chưa thấy là ai mua vì ghét cả. Tôi nghĩ là có thể là ở ngoài thị trường thì đâu đó mình có cái concept này, bởi vì là mình cũng không muốn nó tồn tại hay như thế nào đó thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ là tất cả những nhà đầu tư trong show Shark Tank đều mong muốn là cái mô hình đó phát triển. Như vậy thì quay trở lại với câu hỏi của chị Lan Anh thì làm thế nào để định giá nhanh? Tôi nghĩ một phần nào đó nó phụ thuộc vào cái kinh nghiệm thương trường của tất cả các shark ở đây. Và cái việc thứ hai nữa là cái mức độ hiểu ngành cũng như là cái cách đánh giá về tiềm năng của cái ngành đó, của người đó. Và cái điểm thứ ba là trong giới đầu tư của chúng tôi thì nó sẽ có thêm một cái điểm nữa là nhiều khi mình sẽ hỏi là trong cái round trước đó bạn đã nhận được đầu tư như thế nào. Và điều đó nó cũng là một trong những cái căn cứ để mà mình có thể đưa ra được cái phán đoán của mình về cái mức độ thu hút, về cái cách mà mình định giá cho một cái doanh nghiệp startup. Thì tôi nghĩ là để tóm lại cho cái câu này á, thì đối với startup khi mà lên show thì cái việc quan trọng nhất là khi người ta thích, khi người ta cảm giác là người ta có thể giúp cho mình được, người ta có thể phát triển được, thì lúc đó thì mọi cái giá đưa ra đều có thể được say yes. Còn khi mà các bạn không thu hút được hoặc là các bạn làm cho người ta cảm giác là rất là khó để mà có thể tin được cái mức giá bạn đưa ra thì tất cả mọi thứ giá đều là say no cả. Thì tôi nghĩ đó là một cái câu chuyện mà các bạn cần tập trung nhiều hơn. Vâng. Xin mời anh Việt ạ. Anh Dũng vậy, xin mời anh Dũng thì làm quỹ đầu tư thì rất là dành về định giá. Xin chào tất cả mọi người. Thì thực ra cái định nghĩa anh Hưng chia sẻ rất là hay. Nhưng mà tôi thì có một cái cách định giá là cũng không giống ai cả. Và có một cái vấn đề hiện nay ấy là lúc đầu chị Hạnh có chia sẻ là bây giờ hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư quốc tế đang đến Việt Nam. Và giá cả đang hơi tăng hơn so với bình thường. Bởi vì có một công ty là tôi vừa quyết định là sẽ đầu tư, thì hôm sau có một đối tác từ nước ngoài khác và một công ty trong nước khác là offer 1,5 lần. Và cuối cùng là tôi trao đổi nội bộ, thế bây giờ mình có tiếp tục là theo đuổi cái deal hay là hủy bỏ cái deal. Thì những cái vấn đề đấy cuối cùng nó cũng quay quanh câu chuyện là cung và cầu. Giả sử như nhà đầu tư và startup thì câu chuyện là bây giờ có bao nhiêu người sẵn sàng mua cái startup của bạn. Cho nên nếu có nhiều nhà đầu tư, đương nhiên câu chuyện là mình có thể bán giá cao hơn. Thì trong đấy, lúc đấy, điều quan trọng nhất là bây giờ, ví dụ một cô gái có rất nhiều anh theo đuổi thì chọn anh nào để cưới. Và anh đấy có đi đường dài hay không, có tạo ra những cái giá trị hay không,
có giúp cho mình gọi như là phát triển hay không? Nếu mà tiêu hết cái tiền mà anh ấy đang có thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thì những điều đấy các bạn cần lưu ý hơn là việc là cái giá trị của doanh nghiệp của mình bây giờ bao nhiêu. Bởi vì câu chuyện là cưới một chàng trai đấy là tiềm năng cho những năm tiếp theo chứ không phải là những gì anh đang có. Đương nhiên những gì anh đang có là một cái mà để các bạn quyết định là cái sức hút của anh. Nhưng mà câu chuyện là có rất nhiều startup đơn giản chết không phải là vì không raise được tiền, mà vì không raise được vòng tiếp theo và tiếp theo nữa. Và đấy là một thực tế. Nếu các bạn nhìn thấy những năm 2006, 2008 có rất nhiều công ty như thế đã chết. Bởi vì khi mà khủng hoảng xảy ra, đương nhiên khi mà thuyền lên thì đương nhiên nước lên thuyền chắc chắn lên rồi. Nhưng mà khi mà gặp tình huống là ví dụ kinh tế khó khăn, ai sẽ là người đi cùng bạn, ai sẽ người hỗ trợ bạn trong những cái lúc như thế, dẫn đến việc là công ty nếu mà fail thì thực ra định giá của bạn bây giờ 100 triệu đô với con số 0 nó giống nhau. Bởi vì tất cả khoản đầu tư nó sẽ về số 0. Còn đối với một công ty có thể là đầu tư tại thời điểm này là 10 triệu nhưng sau một số năm nó lên trở thành 100 triệu, nhưng mà 100 triệu đấy các bạn có thể bán được thì lúc đấy mới ý nghĩa. Chứ còn không ý, còn lại là tất cả tôi thấy là đều vô nghĩa. Vì cái quan điểm như thế thì góc nhìn của quỹ đầu tư cyber rất là khác. Ví dụ nếu tôi đầu tư vào một công ty tại thời điểm là bây giờ tôi sẽ nhìn tiềm năng của thị trường, nhìn thấy founder là người làm như thế, thì cái giá trị của công ty tại thời điểm mà tôi đầu tư ấy, thông thường 1 đến 2 triệu tôi thấy là không có ý nghĩa gì cả, tôi sẵn sàng đầu tư. Ví dụ tôi sẽ bỏ vào khoảng 300.000, 500.000 đô để lấy khoảng 20 đến 25%. Và số tiền đấy được định giá là gì? Là số tiền mà có thể là runway, nghĩa là cái số tháng mà công ty đấy có thể chạy được cho đến vòng tiếp theo mà tôi có thể gọi vốn. Những cái KPI mà các bạn có thể tạo ra từ những cái số tiền mà tôi đầu tư là gì? Và vòng tiếp theo ai có thể trở thành nhà đầu tư tiềm năng cho công ty này? Và với số tiền tiếp theo công ty đấy tạo ra giá trị gì? Thì như năm ngoái tôi có chia sẻ, đấy là tôi định giá theo giấc mơ. Và đấy là thực tế. Và có rất nhiều công ty tôi đã đầu tư như thế. Đương nhiên ở một cái giai đoạn lớn hơn, ví dụ như khi mà nhà đầu tư bỏ ra một con số 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu thì câu chuyện sẽ rất khác với câu chuyện là 200.000 hay 300.000 hay 500.000. Vậy thì con số bỏ ra 1 triệu các bạn đương nhiên phải chứng minh được rằng là tôi là người có thể làm được. Số tiền này tôi sẽ làm vào việc gì? Và từ đấy chứng minh rằng là tại sao thời điểm này tôi chỉ raise từ này để đạt một con số này để vòng tiếp theo tôi tiếp tục gọi vốn. Vì thế thì ở một góc độ nào đấy thì là nếu mà nói ở giai đoạn rất chia sớm như startup này thì là tôi định giá bằng cảm xúc. Còn ở một cái giai đoạn tiếp theo nữa thì tôi sẽ định giá bằng những con số cụ thể hơn. Ví dụ như tùy theo mô hình kinh tế, các mô hình kinh tế đột phá có thể là người ta thông thường sẽ định giá trên cơ sở là GMV, nghĩa là Gross Merchandising Value hoặc là Booking Value, nghĩa hệ thống của bạn như thế, hàng ngày có bao nhiêu người đi qua vào booking, giao dịch, và cái giá trị đấy nó sẽ tăng dần, thì người ta sẽ định giá dựa trên con số đấy, có thể là tùy, ví dụ 1 lần, 3 lần của GMV. Cách định giá thứ hai là với một số cái media khác thì có thể là định giá dựa trên con số gọi như sale, có nghĩa là revenue, mà mình sẽ có thể là 5 lần hoặc 10 lần của revenue. Ví dụ công ty năm nay đạt được cái doanh số là 5 triệu đô, có thể được định giá 50 triệu đô. Cho nên những người mà nếu mà không thuộc lĩnh vực của tôi sẽ rất là bất ngờ tại sao một cái công ty đang lỗ như này định giá lại như thế. Nếu mà các bạn chỉ để ý, ví dụ rất nhiều công ty công nghệ đang niêm yết trên các sàn giao dịch ở trên thế giới đều đang lỗ, đa số lỗ, Twitter lỗ, Snapchat lỗ, Uber lỗ, Lyft lỗ, nhưng vẫn có nhiều dòng tiền chảy vào. Thực ra đấy là người ta định giá về tương lai và những định giá về nền tảng nhiều hơn là, và cái tập người dùng nhiều hơn là cái chỉ đơn giản là lợi nhuận. Nhưng ở Việt Nam thì đa số nếu mà ở cái khía cạnh là niêm yết, công ty niêm yết thì chỉ định giá dựa trên là PE bao nhiêu, ví dụ như là bao nhiêu lần của PE, đấy là cách phổ biến nhất, thì cách đấy nó khá là dễ. Và đấy là lý do vì sao hiện nay có một cái vấn đề lớn của Việt Nam là chưa có thị trường cho các công ty gọi như emerging market, như ở bên Nhật có, Hàn có, Mỹ có. Và vì thế thì dòng tiền cho có thể là gọi là risk money đấy, những nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư vào những công ty công nghệ phát triển nhanh về doanh số, về tập người dùng nhưng chưa có lợi nhuận thì ở Việt Nam chưa có. Và đấy là một trong những vấn đề hiện nay là khi mà trao đổi với chính phủ có nói chuyện là ok,
chính phủ nên mở cửa, nên có một cái sân chơi cho nhiều công ty công nghiệp khởi công ty khởi nghiệp về công nghệ các thứ, thì hiện nay đang gặp một vấn đề là có thể mở cửa nhưng việc là ai sẽ mua sẽ rất khó, có nhiều nhà đầu tư hiểu được điều đấy. Nhưng mà hy vọng là trong thời gian tới, khi mà cái cánh cửa về Internet đang ngày càng mở và tiếp cận thông tin đến từng người một, thì người ta sẽ hiểu được rằng là giá trị công ty không chỉ nằm ở việc là lợi nhuận, mà giá trị của công ty sẽ có ở nhiều cái góc nhìn khác nhau, thì lúc đấy sẽ có nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền vào để hỗ trợ các công ty về ở lĩnh vực mới hơn. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng vừa cho chúng ta một cách rất tổng quát về các định giá của các công ty khác nhau như là trong lĩnh vực khởi nghiệp hiện giờ. Bây giờ thì chúng ta nghe từ một cái quan điểm tôi nghĩ là chắc là sẽ truyền thống hơn chút, là từ anh Việt, đúng không ạ? Tôi nghĩ là chương trình hơi tham, bởi vì cái đề tài này nó quá khó. Nếu mà ta viết được cái cách mà định giá doanh nghiệp thì ta là bằng tiến sĩ rồi đấy. Nhưng mà các startup Việt Nam ấy thì còn mới, còn nhỏ nên đơn giản thôi, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là gì? Tôi nghĩ bài toán định giá là một bài toán phức hợp. Và vì vậy nên tôi muốn các sát trước nói trước thì tôi đỡ phải nói nhiều. Tiết kiệm nhiên liệu. Các sát nói rồi thì tôi cần chỉ nói thế này thôi. Tôi có một đội ngũ định giá của Intracom và của Phương Đông rất là chuẩn. Và tính toán thì rất là kinh, 5-6 cái phương án để định giá. Và thường ấy là định giá ấy là các bạn ấy kết luận là không mua được. Và các trường hợp mà tôi quyết định mua thì đều thành công. Bởi vì nếu các phép tính mà đưa ta một kết quả thì ta còn ngồi đây làm gì? Đúng không ạ? Tất cả chỉ là tham số thôi. Cái quan trọng nhất như anh Dũng nói, như chị Lý Hoàng Phi nói, anh Hưng nói là gì? Thứ nhất là cái cảm xúc của mình, thứ hai là cái thị trường và xu hướng thị trường. Như này anh Thủy anh có nói là xu hướng thị trường. Như ví dụ như là sẽ đến lúc dân số chúng ta sẽ già hóa, thì lúc giờ phát triển giáo dục phải xem lại, đúng không? Thế cho nên là cả cái đấy nữa. Và sáng nay tôi vừa mới nói với một cái nhóm, một team về startup. Các bạn đến hỏi tôi một vài cái ý kiến, thì tôi có nói là tôi tranh thủ. Tôi nói các bạn là gì? Là những người đi theo bạn ấy, cái người thủ lĩnh ấy, là quan trọng là cái tầm nhìn. Và tôi mua cái doanh nghiệp của bạn nhiều khi là vì tầm nhìn của bạn và cái team của bạn. Cái này trong công thức nhiều khi chỉ có nói đến người lãnh đạo, chưa nói đến team. Vâng, tôi có thể follow up ngay cái câu hỏi này là cái câu trả lời của anh là đôi khi ấy, người ta cứ hay nói là ý tưởng hàng triệu đô, nhưng mà thực ra ý tưởng có đắt đến mức đấy không? Hay là ý tưởng bây giờ rất là rẻ và việc thực hiện ý tưởng mới là đắt? Thì các anh nghĩ thế nào về chuyện đấy? Bởi vì rất chắc là rất là nhiều bạn không, trẻ đang làm khởi nghiệp là cho bạn, là mình đang sở hữu những ý tưởng rất là đắt. Bạn nhớ là tôi còn muốn nói thêm một chủ đề thứ ba nữa. Là các startup Việt Nam như những cô gái xinh đẹp đội trên đầu một giỏ trứng. Ý tưởng các bạn bay bổng quá, các bạn thế là vui quá, nghĩ đến những cái tương lai tươi sáng, nên là đưa cái giỏ trứng là càng ngày càng to ra và nhảy một cái là rơi hết giỏ trứng, đúng không ạ? Ta không biết được hiện thực và thực tế của mình. Và cái mà chúng ta cần là cần nhiều thứ nữa, trong đấy có một thứ mà chúng ta phải thấy là nhìn xuống đất rồi hãy nhìn lên trời. Tôi đã khuyên anh Khiêm đấy, trên cái startup đợt mùa 2 là chúng ta phải thực tế. Vâng. Theo hiện giờ ấy, thì cái khi các anh chị đi gặp các doanh nghiệp khởi nghiệp ấy, thì có phải là ý tưởng, thường các bạn có ý tưởng nhưng các bạn không biết làm thế nào không, hay là vấn đề thực sự là nằm ở chỗ nào trong quá trình mà khi các anh chị gặp doanh nghiệp khởi nghiệp? Chắc cái này cho tôi bắt đầu đi. Bởi vì là tôi có cuộc thi Startup Wheel lúc nãy chị Hạnh có nói. Cuộc thi mùa giải năm nay là mùa thứ 7, thứ 8 rồi. Và mỗi năm như vậy thì có khoảng 1.500
doanh nghiệp startup tham dự, một con số đủ lớn để mà cả đội phải nghe rất là nhiều ý tưởng. Thì lúc đầu thì tôi luôn luôn ấn tượng vào những cái ý tưởng mà các bạn trình bày. Nhưng tôi nghĩ là cái gì nó cũng chỉ là ban đầu thôi. Còn khi mà mình nghe nhiều rồi á, thì mình sẽ cảm thấy là ý tưởng là một thứ mà thật ra mình đừng có nghĩ nó là một cái gì đó quá to tát. Bởi vì mỗi ngày khi mà mình đi ra đường, mình thấy bất kỳ những vấn đề gì thì mình đều có trong đầu mình đều sản sinh ra những cái ý tưởng để giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà cái ý tưởng đó nó chỉ thoáng qua và nó chả làm gì cả. Cho nên nhiều bạn cứ nói với tôi rằng là cái ý tưởng này là ý tưởng rất là đột phá. Nhưng thực tế cái đột phá nó không nằm ở ý tưởng. Đột phá nó nằm trong cái cách mà mình tỉ mỉ mình làm hàng ngày và mình tìm được một cái con đường đi. Cũng giống như là nếu ai cũng nghĩ là có một cái đường lớn để đi hay là có một cái đường đại lộ để đi, thì tất cả các con đường đó sẽ kẹt xe. Một số người thì họ lại chọn một cách làm khác, họ đi mỗi ngày và họ tìm ra được một cái con đường đi khác. Thì tôi nghĩ là cái đó mới là cái thứ quyết định cho cái việc là nó có đáng giá hay không. Và mỗi ngày như vậy thì tôi cũng có một người thầy thì hay nhắc tôi là ý tưởng là thứ nên cho không đi, nhưng mà cái cách làm mới là cái thứ tạo nên sự khác biệt. Và cái đó mới là công thức. Ai cũng có thể nói là tôi có ý tưởng để mà nấu phở, nhưng mà cái công thức để tạo ra một món phở ngon thì không phải ai cũng có. Cho nên tôi nghĩ đó mới là cái điều quan trọng nhất. Và khi các bạn có tham gia chương trình Shark Tank hay bất kỳ một cái cuộc thi nào, hay là bất kỳ một lúc nào đó các bạn gặp nhà đầu tư, thì các bạn tập trung vào chính cái thực thi của mình nhiều hơn là các bạn nói ý tưởng của em là đột phá. Bởi vì không có cái gì là đột phá bền vững trong suốt một cái khoảng thời gian cả. Chỉ có cái cách làm là bền vững, chỉ có cái đội của mình và năng lực thực thi của mình mới là những thứ bền vững mà thôi. Cảm ơn chị Lý. Có ai muốn add thêm về vấn đề ý tưởng, định giá ý tưởng không ạ? Thực ra thì em có một câu ngày xưa là em cũng trở thành câu cửa miệng của em, là có hai vấn đề. Cái thứ nhất là cái bánh xe ấy, cho dù thế kỷ nào nó vẫn tròn, cho nên không ai cần phải sáng tạo ra cái bánh xe vuông làm gì cả. Có thể có một ngày nào đấy sẽ có bánh xe vuông, nhưng mà trong thời đại của chúng ta bây giờ cái bánh xe vẫn tròn. Nhưng quan trọng nhất, cái bánh xe đấy phù hợp ở mỗi thị trường như nào, bởi vì cái điều kiện khí hậu thời tiết. Nên không nhất thiết phải suy nghĩ thêm việc là tôi phải tạo một ý tưởng mà chưa bao giờ có ở trên thế giới. Cái đó không cần thiết. Cái quan trọng như chị Phi vừa nói là gì? Nên thực thi. Chính vì thế thì khi mà nhìn vào ý tưởng đấy, nghe chừng là đầu tư vào ý tưởng, nhưng bản chất là đầu tư vào con người, cái team mà thực thi ý tưởng đấy. Cái thứ hai là các bạn nên nhớ rằng là ý thì của người ta, tưởng của mình gọi là ý tưởng. Và đấy là cái vấn đề lớn nhất là gì? Có ai đấy đang thực hiện rồi, cho nên không cần phải nghĩ rằng là mình là người có cái ý tưởng đấy. Bởi vì ví dụ như Tiki chắc chắn là đã có Amazon, mà trước Amazon chắc chắn là có một ai đấy làm rồi. Hoặc là ngay cả bây giờ mình nói là smartphone phổ biến nhất là ví dụ như là từ lúc mà Apple, nhưng mà thực ra cái màn hình đấy là Fujitsu đã sản xuất ra trước đấy mấy chục năm rồi, chứ không phải là một cái ý tưởng của Apple. Nhưng mà Apple là người thực thi tốt nhất. Hoặc là cái kính kiểu VR, bản thân Sony ấy đã thực hiện từ những năm 80 rồi, chứ không phải là đến bây giờ. Nhưng mà cho đến bây giờ, để mà thực thi, để mà đi vào cuộc sống, nó vẫn còn một rào cản. Vậy ai là người thực thi ý tưởng đấy? Thực ra là ý tưởng đã có từ những mấy chục năm về trước. Và những ý tưởng về công nghệ thực ra đã áp dụng trong quân đội các thứ rất nhiều lâu rồi. Nhưng mà để đi vào thực tế cuộc sống là cả một quá trình. Chính vì thế thì khi mà mình đưa ra một cái ý tưởng thì quan trọng nhất là gì? Mình sẽ thực hiện cái ý tưởng đấy cho ai và phục vụ được như nào và có khả năng thực thi không? Thì cái thực thi đây mới là một cái điều gọi như là quan trọng nhất. Cảm ơn anh Dũng. Anh còn nhắc đến yếu tố con người và tôi cũng muốn hỏi ý kiến các sếp về yếu tố con người khi mà định giá. Khi chẳng hạn khi các anh tham gia gặp một cái nhóm kinh doanh mới thì yếu tố con người quan trọng như thế nào? Xin hỏi anh Hưng trả lời trước nhỉ? Cái này nó cũng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Dũng, và đây cũng có lẽ là một cái câu mà tôi đã nói rất nhiều lần, dường như là thành một cái slogan về cái vấn đề khởi nghiệp, là ý tưởng là cần thiết, nhưng mà hành động để biến ý tưởng thành hiện thực mới là quan trọng. Thì để biến ý tưởng thành hiện thực thì rõ ràng chúng ta cần một cái team, một cái đội. Và chúng tôi ở đây cũng có một cái vấn đề là khi chúng ta định giá, thường là chúng ta nhìn vào những cái gì các bạn đã làm được trong quá khứ, đồng thời là chúng ta cũng sẽ đánh giá về cái khả năng thực thi để hướng tới những cái mục tiêu trong tương lai. Ví dụ bạn nói rằng em sẽ trở thành unicorn trong vòng 3 năm nữa. Thông thường là như vậy đúng không? Thì bây giờ các bạn mới có doanh thu được khoảng tầm 10.000.
mà bạn muốn trở thành 1 tỷ đô trong vòng 3 năm nữa, thì điều gì sẽ khiến tôi tin vào cái điều đấy là các bạn có thể làm được? Thì đó chính là nhìn vào những cái kế hoạch hành động, những cái quy mô thị trường, những cái năng lực và đội ngũ của các bạn ấy, trong cái việc triển khai những ý tưởng đó thành hiện thực. Thì đó rõ ràng là một cái đánh giá cao để mà thuyết phục tôi rằng là cái việc định giá tương lai, bởi vì định giá startup, đặc biệt là trong những cái venture business, những cái cuộc đầu tư mạo hiểm, thì chúng ta nhìn vào tương lai rất là nhiều. Chúng ta nhìn vào cái khả năng các bạn ấy đạt tới trong thời gian tới là bao nhiêu để chúng ta quy về cái mức giá hiện tại. Thì rõ ràng ở đây nó là định giá theo niềm tin. Và niềm tin thì tôi nghĩ rằng rất khó đưa ra một con số là bao nhiêu phần trăm là phụ thuộc vào con số và định lượng, và bao nhiêu phần trăm là thuộc vào cảm tính và định tính. Thế nhưng mà rõ ràng là cái tỷ trọng của cái việc định tính trong cái việc định giá một cái startup là nhìn vào tương lai là rất cao, chắc chắn là rất cao. Có thể là vài chục phần trăm cho đến chi phối, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một cái mà khiến chúng ta mới phải ngồi đây, vì là nó khó khăn trong cái việc là làm sao lại đưa ra được một cái sự đánh giá, một cái kết quả kinh doanh trong tương lai khi mà chúng ta đang ở thời gian hiện tại mà không có quá nhiều dữ liệu quá khứ. Vâng, chị Yến có muốn chia sẻ gì trong chủ đề này không? Có lẽ là phần này thì để các sách chia sẻ nó sẽ cụ thể hơn để các bạn có thể có cơ kinh nghiệm. Vậy mời chị theo ạ. Không biết có phải mình nói nhiều quá cho nên mic nó tự tắt không? Thật ra thì định giá về con người ở trong startup là một cái câu hỏi rất là thú vị. Vì lý do là khi mình đầu tư ở những giai đoạn càng sớm thì càng phụ thuộc vào con người. Vì khi đó thì mọi thứ nó chưa có system, tất cả mọi thứ thì đều do con người xây. Cho nên cái việc là định giá thuộc về con người hầu như là giai đoạn càng sớm thì càng chiếm tỷ trọng cao hơn. Và thông thường thì để định giá vào cái team đó thì em sẽ có một vài câu hỏi cho team. Ví dụ như mỗi ngày em sẽ phải khám phá ra được là mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian cho chính những cái điều mà bạn đang nói. Bởi vì là có nhiều khi các bạn nói các bạn đam mê, nhưng mà các bạn không có đủ cái hàm lượng thời gian, các bạn không có đủ công sức để đóng góp vào đó. Thì cái việc mà các bạn nói các bạn mê thì nó cũng không phải là một cái vấn đề lớn. Cho nên em thường là sẽ nhìn vào lượng thời gian bằng đầu tư. Cái việc thứ hai là những cái thời gian đầu tư và cái kinh nghiệm làm việc trên cái lĩnh vực đó, nó sẽ quyết định cái điều là khiến cho mình có nên đầu tư cho bạn hay không. Vì nhiều khi á, ở đây Việt Nam mình hay có một cái cách là mình bắt trend, tức là mình bắt theo xu hướng. Nhưng mà thật ra xu hướng nó không giải quyết được quá nhiều vấn đề nếu như mình thật sự không biết những cái phần lõi bên trong. Và mình thường hay nói đến chuyện là một mô hình này bắt chước một mô hình khác, thì thực tế là bắt chước nó không thể nào thành công được. Chỉ có cái cách là mình tìm tòi, mình khám phá và dựa vào cái hàm lượng thời gian mình đóng góp và cái kinh nghiệm mà mình làm trên chính cái ý tưởng của mình, thì nó mới tạo ra được cái giá trị thật sự. Và ở đây thì em cũng muốn quay lại cái câu là mình nói là giá và giá trị. Nhưng mà cái câu chuyện là đôi khi cái giá nó không phản ánh được giá trị, và không phải lúc nào giá trị nó cũng được thể hiện bằng chính cái giá bên ngoài. Bởi vì cái giá danh nghĩa và cái giá thực tế nó mang tính chất thời điểm. Cho nên nếu như mà ở đây các bạn luôn luôn giữ, các bạn nói là giá trị của em là như thế này, cái giá bán của em là như thế này, thì phải quay lại câu hỏi là thật ra cái nội lực bên trong. Bởi vì cái giá trị ngày hôm nay nó có thể chỉ là như vậy, nhưng cái giá bán của bạn thì em nghĩ đó là một cái bài toán cho các startup phải thật sự là suy nghĩ về chính giá và giá trị của mình. Thì cái giá trị mới là cái mà nhà đầu tư nhìn vào, chứ đừng có nghĩ là nhà đầu tư trả giá. Thật ra trả giá là do họ nhìn vào giá trị mà thôi. Tôi rất muốn hỏi thêm, nhưng mà hiện giờ ban tổ chức muốn là chúng ta sẽ mở ra cho mọi người đặt câu hỏi bên dưới, nên là xin mời ở bên dưới. Vâng, mời bạn. Mời bạn trai ở đằng sau kia trước, xong rồi mình sẽ mời chị ở trên này. Có ai giúp chuyển mic không? Mời bạn đặt câu hỏi đứng lên nhé. Bạn cho biết tên tuổi và đặt câu hỏi nhanh. Dạ, em tên là Viết Trung và hiện tại 21 tuổi. Xin chào ban tổ chức và xin chào các sát. Em là fan cứng của các sát tanh với lại là các sát ở đây. Thì em xin phép một câu hỏi là hiện thì em đang là sinh viên, nên là em thì không có đủ nguồn vốn để mà có thể hành động ngay. Thì từ cái ý tưởng thì em có thể là thực hiện là mình bắt đầu từ cái bước nào? Rồi cái câu hỏi thứ hai là ví dụ như là cái ý tưởng của em thì có thể giải quyết được cái vấn đề là an toàn vệ sinh thực phẩm,
Nhưng mà hiện tại là em chưa có đủ nguồn vốn để mà thực hiện, thì ví dụ như em có thể đăng ký bản quyền hay là làm cái gì để ví dụ mai mốt mà có người khác làm thì em có thể bảo vệ được cái ý tưởng của mình không ạ? Vâng, các xác ai xin cảm ơn. Ai có thể trả lời câu hỏi này? Vâng. Tôi nghĩ rằng là câu hỏi này tôi gặp nhiều nhất luôn trong tất cả những câu hỏi mà của các fan gửi đến. Thường xuyên, anh ơi em muốn khởi nghiệp bây giờ em phải làm gì? Anh ơi em có một ý tưởng nhưng em không có vốn, anh có cho tiền em để làm được không? Vân vân, những ý tưởng đấy nó đúng là thực sự là hay. Tuy nhiên là rất là chúc mừng bạn khi bạn đã có những ý tưởng đã được hình thành nhưng mà chưa đưa vào thực tế. Thì tôi trả lời thứ nhất ấy, là cái câu chuyện vốn ấy, làm thế nào ấy, thì hiện nay có khá nhiều những cái trung tâm ươm mầm, rồi là hạt giống, rồi lò ấp, đúng không? Vườn ươm lò ấp gì đó thì họ sẵn sàng hỗ trợ các bạn để các bạn hình thành cụ thể hóa cái ý tưởng của bạn. Và khi cái ý tưởng đến mức độ nào đó thì bạn dần dần các bạn nhận được những cái tỷ lệ cổ phần sở hữu nhất định. Ví dụ như bạn mô tả được ý tưởng, ok, tốt, được duyệt thì bạn nhận được 10%. Sau đó bạn cho triển khai thử, đưa ra mô hình sản xuất thử, đưa cho một vài người dùng thử và người dùng người ta thấy là không chết người, sẵn sàng làm chuột bạch, ok, được thêm 5% hoặc 10% nữa là 20%. Bắt đầu bán thử cho những người thân, người quen, bạn bè, từ lớp bạn vỡ lớp vỡ lòng cho đến bạn lớp đại học, bán cho anh em, bạn bè, thân bằng cố hữu, thì các bạn có thể được thêm 10% nữa là 30%, lúc đó các bạn sẵn sàng để bắt đầu start up rồi đấy. Các bạn thành lập công ty, các bạn đi ra ngoài, lúc đấy bắt đầu kêu gọi Series A, đúng không? Hoặc là seeding, hoặc Series A, Series B, vân vân. Thì đó là cái lộ trình mà khi các bạn không có một cái gì cả, không có tiền, không có công ty, không có kinh nghiệm, thì các bạn tìm đến những cái vườn ươm lò ấp đấy, thì đấy là một ý tưởng tốt. Và tôi biết rằng cái điều đấy khá nhiều, ví dụ như chị Phi đây cũng có, đúng không? Và rất nhiều công ty họ đã thành lập những cái vườn ươm lò ấp, hay là những cái trung tâm mà mentoring ấy, của chỗ chẳng hạn SIS của Hội Doanh nghiệp Trẻ chẳng hạn cũng có, tức là iMentor gì đó, iBoss gì đó, vân vân, rất là nhiều. Bạn search trên Google một cái thì ra rất nhiều những cái vườn ươm lò ấp kiểu như vậy, thì bạn hãy đến trình bày ý tưởng của họ. Câu trả lời rất là xác đáng đấy. Vâng, cái điều thứ hai là đăng ký sở hữu trí tuệ thì rất nên làm. Thực ra thì mỗi một năm tôi biết là hiện nay ở trong Cục Sở hữu trí tuệ đang có tới hàng vài chục triệu ý tưởng đã được đăng ký sở hữu, nhưng mà chỉ chưa đến 1% số đó được đưa ra ngoài để áp dụng thôi. Đăng ký thì cứ đăng ký, phí cũng rất rẻ, có mấy trăm nghìn thôi. Cứ nộp hồ sơ, cứ đăng ký thoải mái, kể cả bạn vẽ được một cái nắp cống đẹp, các bạn cũng có thể có một cái bằng sáng chế về cái ý tưởng kiểu dáng công nghiệp cho cái nắp cống. Và thấy cái nắp cống ở Việt Nam nó xấu quá, các bạn thấy đi châu Âu nắp cống cực kỳ đẹp, nắp cống nó như một tác phẩm nghệ thuật, nó có logo của thành phố, nó được đúc rất là đẹp điệu đó, có những cái hình tượng tuyệt vời, nhưng nắp cống Việt Nam mình trông rất là chán. Thế thì tôi mới nghĩ rằng là, mà tôi có một anh bạn đi làm việc đấy thật, suốt ngày ngồi vẽ nắp cống xong đi đăng ký, hiện nay anh đã đăng ký được khoảng độ hơn 200 cái nắp cống rồi, và có bằng bản quyền về đấy, là gọi là gì, là sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp đấy, ví dụ như vậy. Thì các bạn đăng ký, cứ nên đăng ký. Thế nhưng mà cái việc mà người ta có bắt chước hay không thì đấy là việc khác, vì bạn đăng ký rồi vẫn chưa chắc là người ta tuân thủ. Ví dụ như là bây giờ bạn có một ý tưởng đấy, bạn có bao giờ tra cứu cái kho dữ liệu đấy để xem có ai đó đã từng có ý tưởng giống bạn hay không, bạn đã làm chưa, đúng không? Đấy, thì đấy là một ví dụ. Thì tất cả những cái điều đấy chúng ta cứ nên làm. Thế nhưng mà tôi cho rằng là chúng ta nên thực tế hơn một chút, là khi những ý tưởng đó phải có những cái người nào đó người ta giúp mình để thẩm định xem ý tưởng đó có khả năng hiện thực hay không. Phi muốn em thêm về vườn ươm của mình ạ? Em thì sẽ không nói về vườn ươm của em, vì em nghĩ là em lên đây thì đã là support cho Startup Gen và Shark Tank, thì em sẽ nói với câu chuyện chung thôi. Thật ra thì tôi nghĩ là thay vì cái thời gian mà bạn nói là bạn đi đăng ký sở hữu trí tuệ, thì bạn nên coi là cái việc ý tưởng của bạn nó có đủ sắc bén hay không. Tại vì bao giờ cũng vậy hết, khi mà bạn nói là ý tưởng thì bạn nghĩ là ý tưởng bạn hay, bạn cần phải bảo vệ, nhưng thật ra là nếu như mình không có đủ thời gian để mình coi á, và khi mà mình đi đâu mình nói với người khác mà người khác cũng chả có cảm thấy cái gì là ấn tượng cả, thì thật sự là rõ ràng chúng ta có vấn đề trong chính cái ý tưởng của mình. Cho nên mình cũng đừng có nghĩ đến cái chuyện mà phải bảo vệ ý tưởng là một thứ. Tôi muốn quay lại là ý tưởng là một thứ cần nên chia sẻ với người khác, chia sẻ đi để coi thử người ta có giống mình không. Và nhiều khi mình chia sẻ xong rồi mình thấy thế giới này người ta làm đầy cái cách làm giống như mình, thì mình khoan hãy đầu tư cả, khoan đầu tư. Và lúc đó thì mình nên tập trung, mình mài dũa những cái gì mà mình nói, mình mài dũa những cái gì mà mình nghĩ. Còn liên quan đến incubator hay là accelerator ở tại Việt Nam là không thiếu, ở tại Việt Nam cũng có rất nhiều. Nhưng nếu như bạn không có cái hàm lượng giá trị cạnh tranh trong chính những cái ý tưởng mà bạn trình bày, thì chắc chắn là bạn đi đâu bạn cũng bị cancel cả. Và như vậy thì bạn có nhắn đến chúng tôi như thế nào đi chăng nữa, thì
rõ ràng mình cũng không nhận được câu trả lời. Cho nên ngay từ khi mà mình bắt đầu đặt câu hỏi, mình bắt đầu có ý tưởng là mình đã phải tìm hiểu thật sự tôi bán cái gì và nguồn vốn nó nằm ở chính bạn chứ không phải nó nằm ở đâu khác. À, cảm ơn Phi. Mời bạn đằng đó cho một câu hỏi nữa thôi. Dạ vâng, tôi đến từ báo điện tử chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin có một câu hỏi dành riêng cho người đại diện của Tân Hoàng Minh. Đây cũng là một tập đoàn lớn có tiếng ở trong giới xây dựng bất động sản chúng ta đều biết. Và cái uy tín của một chương trình nó có lớn hay không là giới startup người ta nhìn vào cái vàng cái mập. Tại sao Tân Hoàng Minh không ngồi ghế sát mà lại ngồi ghế của nhà tài trợ? Trong khi nhà tài trợ thì chúng ta có thể có rất là nhiều kênh huy động vì bây giờ sát tăng quá nổi tiếng rồi. Có thể dùng những kênh ví dụ như crowdfunding chẳng hạn. Tôi xin chỉ có một câu hỏi vậy thôi. Xin lỗi bạn, sáng nay bạn ăn gì? Sáng nay bạn ăn gì? Dạ, vì sao anh lại muốn hỏi câu này ạ? Không thì cứ bạn cứ trả lời đi, bạn ăn gì thì bạn nói và bạn ăn cái món đấy thôi. Nhiều lắm mà em không thể nhớ hết luôn. Sáng nay mà, buổi sáng hôm nay bạn ăn gì mà? Đây có thể là một câu ăn hỏi phở hay ăn mì? ăn hủ tiếu. Chắc là để cho... Đấy là khẩu vị của mỗi người thôi. Dạ. Bạn đừng hỏi làm khó Tân Hoàng Minh như vậy. Chắc để cho Tân Hoàng Minh trả lời câu hỏi này. Dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn và xin được cảm ơn anh Việt đã có một chút làm không khí có vẻ vui hơn. Tân Hoàng Minh thì là một tập đoàn bất động sản cao cấp và cũng có vị thế trên thị trường. Chúng tôi thì đã có 26 năm hình thành phát triển và hiện nay thì với cái quá trình tích lũy qua từng đấy năm thì chúng tôi có những cái kinh nghiệm nhất định. Tuy nhiên là rất là nhiều người trong cuộc họp báo ở Hà Nội cũng đã hỏi một câu là vì sao Tân Hoàng Minh không ngồi ghế sát? Bởi vì là Chủ tịch Tân Hoàng Minh thì cũng đã trải qua nhiều lĩnh vực kinh doanh như là taxi này, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ này, rồi đến bất động sản cao cấp. Lĩnh vực nào cũng thành công. Vậy tại sao ông không ngồi ghế sát để có thể là thu hút các cái startup tiềm năng vào doanh nghiệp của mình hoặc là có thể đầu tư cho các bạn trẻ? Tuy nhiên thì với cái mùa năm nay là mùa đầu tiên mà Tân Hoàng Minh đồng hành cùng với chương trình thì chúng tôi mong muốn là ở vai trò là nhà đồng hành để có thể hỗ trợ về tài chính để cho các bạn trẻ có tham gia vào cái sự kiện năm nay. Và trong những năm tiếp theo thì hy vọng rằng là nếu như mà chúng ta còn duyên và còn có cơ hội đồng hành với nhau thì hy vọng là sẽ có một đại diện của Tân Hoàng Minh sẽ ngồi vào ghế Shark để cùng với các Shark sẽ thu hút được nhiều các bạn startup và hy vọng rằng là sẽ có nhiều cái thương vụ được đầu tư thành công. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Tôi nghĩ là anh Dũng, Tân Hoàng Minh cũng đã khởi nghiệp, đi khởi nghiệp lại rất nhiều lần nên là có nhiều kinh nghiệm chia sẻ, nhưng hy vọng mùa sau anh sẽ tham gia. Chúng ta hết thời gian mất rồi, nhưng mà mùa Sắc Thanh thì mới bắt đầu thôi nên các bạn cứ đón chờ những chương trình và sẽ nghe được rất là nhiều thông tin thú vị trong chương trình sắp tới. Tôi xin kết thúc ở đây ạ. Vâng, xin được cảm ơn chị Lan. Xin được cảm ơn các shop.